ốc vú nàng. Ốc vú nàng nha bà con, ốc vú nàng, ốc vú nàng. Những người không ăn được ốc vú nàng, mặc dù vú nàng rất là tốt, nhưng mà không ăn được là người có bệnh huyết áp cao, mỡ máu, uống rượu, say rượu, người cao tuổi và người sức môi. Vui lòng đừng ăn ốc vú nàng. Ăn vào thì bệnh mình càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Cho nên vui lòng đừng ăn là những người có bệnh huyết áp cao, bị mỡ máu, bị uống rượu say là đang uống rượu, người cao tuổi, người sức môi. Vui lòng đừng ăn để cho nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình. Còn ngoài ra ốc vú nàng là ăn được hết, có đầy đủ axit amin, mỡ hóa gan, nguyên tố vi lượng, hàm lượng DHA, axit béo, protein, vitamin A, E, B12, vitamin D. Nó làm cho khỏe mắt, đẹp da, hệ thống miễn dịch tốt, hệ thần kinh xương khớp tốt. Bà bầu đang cho con bú, à, một ngày ta ăn 100g thịt ốc, ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Chứ không phải ta thấy tốt là ăn một ngày cả ký thì cũng không được đâu nha bà con. Nhưng mà một ngày ta ăn không quá 100g, ăn không quá 100g. Nhưng mà ta ăn 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Đó là ốc vú nàng nha bà con. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.